thông tin tiểu sử Kim Chê Chung tên thật Kim Chê Chung nghệ danh Hiro Yeangu Ong Chê Chung. Chê Chung tại Nhật Bản, ngày sinh 26 tháng 1 năm 1986 nơi sinh Gong Chu, Trung Trân Nam Đô, Hàn Quốc. Vai trò, ca sĩ, diễn viên, nhạc sĩ thể loại, pop, INB nhóm máu, o chiều cao, 178cm. Hoạt động từ năm 2003 đến nay thời niên thiếu Kim Chê Chung sinh ra tại Trung Trương Nam Đô. Hàn Quốc, năm 16 tuổi, Chê Chung quyết tâm lên rời quê hương lên Seoul thực hiện ước mơ làm ca sĩ của mình. Cuộc sống của anh tại Seoul lúc đó cực kỳ khó khăn, chủ nhà luôn đe dọa đuổi ra khỏi nhà nếu không thanh toán tiền trọ để có thể kiếm được 150.000 won trả tiền thuê nhà, anh ấy làm đủ thứ việc khác nhau, trong đó có cả việc đóng vai một anh lính trong một đội quân đông đến 100.000. Người trong bộ phim bom tấn tè gước Di Huy Na Lim Dẹo và còn phải đi bán kẹo cao su ở ga tàu điện ngầm lúc bán kẹo vì gương mặt của anh không giống như một đứa trẻ phải lao động từ sớm khiến một số người lầm tưởng anh là kẻ cắp và đối xử với anh rất tệ lang thang suốt ngày mong bán được hết số kẹo có lần vì tuyệt vọng anh quyết định vào một siêu thị để bán một người phụ nữ làm việc tại đây thương cảm đã mua hết số hàng và khuyên anh không nên tiếp tục công việc này và đã đưa cho anh 150.000 won. Che Chung cho biết, kể từ lúc ấy, tôi đã xác định và cố gắng rất nhiều để trở thành một ca sĩ. Kim Che Chung tham gia thử giọng tạo SM Entertainment năm 2001 và chính thức trở thành thực tập sinh vào cùng năm, sự nghiệp ngày 26 tháng 12. Năm 2003, anh ra mắt cùng TVXQ trong một buổi diễn của Bauer và Britney Spears bên cạnh hoạt động. Trong nhóm, Kim Chê Chung cũng hoạt động đơn lẻ, anh thể hiện ca khúc Insa Greeting cho nhạc nền phim Amelio Naire First Love. Chê Chung cũng hợp ca với CSJ The Grace cho ca khúc Just For One Day xuất hiện trong đĩa đơn tiếng Nhật thứ năm và album ra mắt của họ, Greyful 4. Kim Chê Chung thể hiện ca khúc mây trong đĩa đơn thứ năm và cuối cùng của dự án trích. Khi uột mây, anh cũng viết nhạc và lời bài Oasurenai Nhật Lít Đừng Quên trong Đĩa đơn thứ 25 của TVXQ Bolero Kick the Baby Sky Asure sau đó bài hát được phát hành. Trong album tiếng Nhật thứ tư của TVXQ The Secret Code cùng với một bài hát khác do anh viết. 9095 cho album tiếng Hàn thứ tư của TVXQ Mirotic Kim Che Chung viết nhạc và lời ca khúc Saranga Ujima Don't Cry Me Lover tháng 9 năm 2009 anh đã sáng tác và cùng Mickey Yu Song ca ca khúc K.L. Melody and Harmony, đây là bài hát chủ đề của lễ kỷ niệm 35 năm chú mèo Hello Kitty, và nằm trong địa đơn K.L. Melody and Harmony, được phát hành ngày 23 tháng 9 năm 2009. Địa đơn còn bao gồm ca khúc Shelter, một sáng tác chung của Kim Chê Chung, Yu Chun và Junsu. Tháng 12 năm 2010, anh đã sáng tác ca khúc đây nói về quãng đường gắn bó của cả năm thành viên. Kể từ khi Yu Chun vào nhóm đời tư thân thế vào ngày 21 tháng 9 năm 2006, một người đàn ông họ Han đã đến văn phòng tư vấn luật Seoul và khẳng định rằng ông ta là bố đẻ của Kim Chê Dung Thành. Viên của nhóm TVXQ và muốn được pháp luật thừa nhận điều đó, ông Han đã ly dị vợ là mẹ ruột của Chê Dung vào cuối thập niên 80, từ bỏ quyền chăm sóc đứa trẻ và để Chê Dung lại cho bà Han trông nom. Tuy nhiên, gần đây ông ta phát hiện ra rằng Chê Dung đã được nhận nuôi bởi một gia đình khác từ nhỏ một cuộc thử nghiệm dna đã được chuẩn bị để xác thực lời nói của ông han có rất nhiều những lời bình luận quanh sự việc này nhưng theo như luật pháp về con nuôi cho dù có xác thực được lời nói của ông han thì ông cũng không được phép nhận và chăm sóc chê dung như yêu cầu nguyên do khiến ông han không giữ kín và liên lạc trực tiếp với chê dung là qua hai cuộc điều tra dân số chê dung bị cho rằng trốn nghĩa vụ quân sự do đó một cuộc kiểm tra dna phải được tiến hành bởi vì chê dung vẫn chưa được nhận nuôi theo một thủ tục hợp pháp cha mẹ nuôi đã đặt cho anh một cái tên mới, Kim Chê Dung trong khi đó tên cũ Han Chê Dung vẫn chưa được xóa, chính. Vì vậy, chính quyền đã gửi giấy thông báo cho cả Kim Chê Dung và Han Chê Dung, nếu cậu từ chối đi. Nghĩa vụ quân sự thì cậu sẽ bị đi tù, để làm rõ ràng rằng Han Chê Dung và Kim Chê Dung chỉ là một. Người thì phải làm kiểm tra DNA để làm rõ mọi chuyện, Chê Dung đã viết trên website fan club của TVXQ và nói rằng hai năm trước đây, khi được biết về việc bố mẹ hiện giờ chỉ là bố mẹ nuôi của anh và Chê Dung còn có người mẹ ruột, anh thực sự rất sót với sự ủng hộ của mẹ nuôi, Chê Dung và mẹ đẻ vẫn giữ liên lạc và gặp nhau, nhưng không hề biết gì về bố đẻ của mình, Chê Dung. Nói rằng, anh muốn sống bằng cái tên Kim Chê Dung, chứ không phải Han Chê Dung mà cha mẹ đẻ. Đặt cho anh, anh muốn tất cả hãy sống hòa thuận và hứa sẽ cư xử tốt với cả hai bên, bị thương. Tháng 9 năm 2005, trong khi điều chỉnh vũ đạo cho Rai Jin Sun, Kim Chê Chung bị vỡ sụn đầu gối và được đưa tới một bệnh viện ở Seoul. Anh được phẫu thuật trong ngày hôm đó để điều trị vết thương. Bị treo bằng lái xe ngày 7 tháng 4 năm 2006, lúc 1 giờ 20 bộ sáng, Kim Chê Chung bị cảnh sát giữ lại trên chiếc BMW của một người quen khi đang về nhà từ khách sạn Renaissance qua kiểm tra nồng. Độ cồn trong hơi thở của anh được tiết lộ là 0,071% sau khi bị giữ tại đồn cảnh sát 20 phút anh. Được thả do vi phạm luật giao thông, say rượu trong khi điều khiển ô tô, kim chê chung bị đình chỉ tạm thời mọi hoạt động với TVXQ và bị treo bằng lái xe 100 ngày, vụ kiện M Entertainment. Cuối tháng 7 năm 2009, Kim Che Chung cùng hai thành viên của TVXQ, Mickey Yu và Sia Junsu, Su, cùng ký vào đơn kiện gửi lên tòa án Seoul để phá vỡ hiệu lực của bản hợp đồng giữa họ với SM. Entertainment 16 qua luật sư, các thành viên chỉ ra rằng hợp đồng 13 năm thực sự quá dài và tiền thù lao nhóm được hưởng quá ít so với công sức họ bỏ ra, nếu thua kiện theo hợp đồng, đơn phương phá bỏ hợp đồng trước thời hạn, nhóm sẽ phải đền bù gấp 2 lần số lợi nhuận dự kiến thu được. Từ nhóm cho phần còn lại của hợp đồng ước tính khoảng hơn 100 tỷ won, 100 triệu đô la vụ kiện khiến cổ phiếu của SM Entertainment giảm xuống 30% trên sàn cây OSPI, tòa án trung tâm quận Seoul đưa ra phán quyết cuối cùng nghiêng về phía Kim Je-chung, Jung, Junsu và Chun, tòa cũng chỉ ra rằng bản hợp đồng thiếu công bằng và các thành viên không được hưởng lợi nhuận xứng đáng với công sức bỏ ra trong quá trình vụ việc còn diễn biến phức tạp ba thành viên đã được chấp nhận tạm hoãn hợp đồng với sm và tách ra hoạt động riêng lẻ